xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món xíu mại tại nhà thật là thơm ngon. Xíu mại thì mềm nhưng mà không bị bở nha. Thì với công thức này mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết để cho các bạn có thể là mình làm để mình ăn với bánh mì nè, hoặc là các bạn ăn với bánh tằm mì để mình ăn sáng. Và các bạn cũng có thể là kinh doanh đối với công thức này. Rồi để thực hiện được món xíu mại thơm ngon tại nhà cũng như là với công thức truyền thống thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm: ở đây là thịt heo á, thì hôm nay mình sử dụng là thịt nạc đùi. Các bạn có thể là thay thế bằng thịt nạc dăm cũng được. Các bạn dùng cái loại thịt nào mà vừa có nạc vừa có mỡ. Thì ở đây là 350g thịt và đây là 150g mỡ. Mình sử dụng cái loại mỡ phần đó, mình kết hợp thêm với mỡ, như vậy thì xíu mại của mình nó sẽ không có bị khô, nó sẽ rất là ngon. Tổng cộng thịt và mỡ mình cân lên được là 500g. Trường hợp mà nhà các bạn thích ăn nhiều hơn hoặc là nhà của mình đông người hơn thì các bạn sẽ tăng lên. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho mình ở đây là củ sắn. Thì ở đây mình cân lên được là 200g củ sắn, có nơi còn gọi là củ đậu. Tiếp theo nữa các bạn chuẩn bị cho mình cà chua. Thì cà chua các bạn chọn những cái quả cà chua nó chín đỏ. Ở đây là 300g. Và hôm nay mình sẽ kết hợp với bánh mì. Đây là bánh mì chiều hôm qua, nhà mình ăn nó vẫn còn dư lại. Đây là bánh mì cũ ha, nhưng mà vẫn còn rất là ngon, không có bị hư hỏng gì hết. Thì các bạn có thể là chọn cái loại bánh mì mới cũng được. Mình cân lên được là 20g bánh mì. Bánh mì thì nó sẽ giúp là rút bớt nước ở trong xíu mại, giúp cho xíu mại nó khô ráo hơn và nó dai hơn. Rồi tiếp theo nữa các bạn chuẩn bị cho mình là 75g hành tím và tỏi, cũng như là một ít hành lá và ngò rí và một số gia vị nêm nếm cần thiết khác. Bây giờ mình nấu đến đâu mình sẽ chia sẻ chi tiết đến đó, các bạn đừng có tua nhanh nha, bởi vì có rất là nhiều nguyên liệu, vì vậy cho nên là các bạn cần xem kỹ clip này để có thể là dễ dàng thực hiện thành công ngay lần đầu tiên. Đầu tiên là đối với củ sắn thì mình sẽ đi bào ha. Và củ sắn sau khi mình đã bào mỏng xong, các bạn cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối và mình trộn đều. Mình để ở đây một lúc để cho củ sắn nó ra bớt nước, rồi mình sẽ đi vắt cho nó khô nha, vắt cho nó ráo nước. Trong củ sắn có nhiều nước lắm các bạn. Rồi đối với cà chua thì bây giờ mình sẽ đi bỏ hạt nha. Rồi cà chua các bạn sẽ cắt nhỏ. Sau đó mình sẽ cho cà chua vào trong máy xay sinh tố để mình đi xay nhuyễn. Rồi mình cho vào cà chua 50ml nước lọc để mình xay. Rồi đối với thịt heo thì mình sẽ đi cắt lát mỏng như thế này. Để mình cho vào máy xay thì nó sẽ dễ xay hơn và nó sẽ nhanh nhuyễn hơn nha. Mình không có máy thì các bạn có thể là dùng dao rồi mình băm cũng được. Rồi đối với mỡ phần thì các bạn cũng sẽ cắt nhỏ luôn ha. Mình xay chung với thịt luôn. Rồi đây là cái phần thịt sau khi mình đã xay được như thế này ha các bạn. Mỡ và thịt nạc nó đã hòa quyện lại với nhau. Và các bạn lưu ý nha, mình sẽ không xay cho thịt nó quá nhuyễn luôn, mà nó vừa hòa quyện lại với nhau như thế này là được rồi các bạn ơi. Như vậy là ngon rồi nè ha. Các bạn đừng có xay cho nó thành giò sống luôn nha. Như vậy là được rồi. Mình sẽ chút ra thao. Rồi đây là bánh mì ha. Bây giờ thì mình sẽ đi xé nhỏ ra. Trường hợp mà không có bánh mì này thì các bạn thay thế bằng bánh mì sandwich cũng được. Có bánh mì thì xíu mại mới ngon nha các bạn. Trường hợp mà không có bánh mì cũ này như thế này luôn, rồi cũng không có bánh mì sandwich luôn, thì các bạn có thể là thay thế bằng bột mà người ta làm bánh mì này nè các bạn. Cái loại bột mà làm bánh mì nha. Rồi mình cho nước vào để mình ngâm cho bánh mì nó mềm. Cho nước vào nó vừa xăm xắp là được rồi các bạn. Để cho nó vừa mềm thì một chút nữa mình sẽ đi vắt ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi phi hành ha các bạn. Mình cho dầu ăn vào nồi. Mình chờ cho dầu nó thật là sôi, thật là nóng. Rồi mình mới cho hành tím vào mình phi vàng. Rồi mình cho đậu đũa vào mình kiểm tra dầu xem. Đây đã rất là nóng ha.
Sau khi dầu đã rất là nóng và sôi, các bạn tạm thời tắt bếp. Sau khi tạm thời tắt bếp, các bạn mới cho hành tím vào mình xuyên để tránh cho dầu nó bị trào á các bạn. Rồi các bạn đảo. Lúc này là mình đã tắt bếp rồi nha. Mình chờ cho dầu nó hết sôi luôn rồi mình mới bật bếp trở lại. Rồi lúc này các bạn nhận thấy là dầu nó đã hết trào lên rồi. Các bạn bật bếp trở lại và để mức lửa liu riu, mức lửa nhỏ nhất cho đến khi hành nó vàng được khoảng 80% thì các bạn sẽ vớt ra. Các bạn nhận thấy là hành phi của mình nè các bạn, đó, nó được vàng 80% như thế này là các bạn trút ra được rồi. Một chút nữa thì trong hành nó vẫn còn giữ nhiệt á, nó sẽ vàng đều hết luôn nha. Rồi đây là củ sắn á các bạn, mình ngâm với một tí muối. Bây giờ nó đã ra bớt nước, bây giờ mình sẽ bỏ vào một cái khăn để mình vắt nha. Đó, rất là nhiều nước luôn á các bạn. Mình vắt cho nó khô luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn nhân ha. Sau khi mình đã cho thịt xay vào trong một cái thau như thế này, bây giờ các bạn sẽ cho luôn, đây là củ sắn mình đã vắt cho nó khô nước rồi nè các bạn, mình cho vào luôn. Rồi đây là bánh mì mình ngâm ở trong nước, bây giờ nó đã mềm, các bạn sẽ vắt cho nó bớt nước rồi mình cho vào trong thịt luôn. Rồi tiếp theo các bạn sẽ cho hết hành tím sau khi mình đã phi vàng mình cho vào luôn. Đầu tiên mình sẽ cho vào đây là nửa muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, 1,5 muỗng canh nước tương. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu mè. Cho vào đây 1 muỗng canh bột bắp ha các bạn. Đây, bột bắp. Cho 1 muỗng canh. Để tạo kết dính cho cái phần nhân. Rồi bây giờ các bạn sẽ trộn đều lên. Các bạn có thể là mang bao tay và mình trộn cho dễ ha. Rất là thơm luôn á các bạn ơi. Các bạn có thể là rắc vào đây thêm một tí ti tiêu nha. Rồi mình trộn đều lên một lần nữa. Mình thấy nhân như thế này là ngon rồi đó các bạn. Nếu như mà trường hợp mà các bạn mà thích cho xíu mại của mình nó có cái độ kết dính nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng bột bắp lên thêm nha. Rồi mình sẽ để cho thịt nó có thời gian nó nghỉ cũng như là thấm gia vị trong khoảng thời gian là 15 phút. Rồi sau khoảng thời gian 15 phút đó các bạn, bây giờ thì thịt cũng đã thấm gia vị ha. Bây giờ mình sẽ mang bao tay vào để mình đi bắt viên. Viên to hay viên nhỏ là tùy các bạn nha. Mình sẽ cho vào một cái mâm để mình đi hấp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào một cái nồi hấp để mình đi hấp chín nha. Thường thì mình sẽ hấp trong khoảng thời gian là 20 phút. Đầu tiên thì mình để mức lửa lớn nha, cho nước nó nhanh sôi. Sau khi nước sôi các bạn chỉnh về mức lửa trung bình. Mình hấp trong khoảng thời gian là 20 phút để cho xíu mại của mình nó chín. Rồi xíu mại của mình đã chín ha các bạn, mình mở nắp ra để cho xíu mại nó nguội bớt một chút rồi mình sẽ lấy ra. Thì các bạn lưu ý nha, trong thời gian mà mình hấp á, thì cứ khoảng 5-10 phút các bạn thấy có hơi nước nó đọng trên nắp thì các bạn phải mở ra, các bạn phải xả hơi để cho nước nó thoát ra. Thì ở đây nè, có một viên xíu mại là do nước nó nhiễu vào các bạn, cho nên là nó đã bị vỡ ra như thế này nè. Nhưng mà không sao, vẫn còn rất là ngon nha. Xíu mại rất là vừa luôn. Rồi trong thời gian mình chờ cho xíu mại nó nguội bớt để mình lấy ra thì mình sẽ đi chuẩn bị cái nước sốt cà chua. Mình cho dầu hành vào ha các bạn. Mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu hành. Dầu hành mà mình vừa mới phi đó. Rồi trong thời gian chờ cho dầu nóng mình có chuẩn bị ở đây là nửa muỗng canh bột bắp. Rồi cho vào đây 1 muỗng canh nước lọc. Mục đích của hỗn hợp bột bắp này là để tạo thêm cái độ sánh cho sốt cà chua, sốt xíu mại. Rồi khi dầu đã nóng, các bạn sẽ cho một ít hành tím băm và tỏi băm còn lại mình cho vào mình phi thơm. Rồi khi tỏi và hành đã thơm thì mình sẽ cho cà chua mình đã xay vào ha. Mình có cho một tí nước vào trong cối nè để mình chén cho hết.
Lúc này mình để mức lửa nhỏ vừa để mình nêm nếm gia vị. Mình cho vào đây 1 muỗng canh, 1,5 muỗng canh đường, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình tăng lên mức lửa trung bình để cho sốt nó nhanh sôi. Về gia vị nêm nếm, các bạn có thể là nêm nếm sao cho phù hợp với khẩu vị ăn gia đình các bạn là được. Nếu các bạn thích ngọt hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên. Các bạn nhớ là cà chua mình xay cho nó thật là mịn luôn ha. Rồi để giúp cho màu sắc của sốt cà chua nó thêm đẹp hơn và nó đậm cái hương vị cà chua hơn thì mình sẽ cho thêm vào đây 2 muỗng canh tương cà. Rồi đây là xíu mại nè các bạn, nó đã nguội bớt rồi. Thì mình chờ cho nước sốt cà chua nó sánh lại thì mình sẽ cho xíu mại vào nha. Bởi vì xíu mại nó cũng đã chín rồi, mình chỉ cần cho vào thêm khoảng 5 phút để cho nó thấm là được. Rồi sốt cà chua bắt đầu sôi lên thì các bạn sẽ cho hỗn hợp bột bắp vào. Mình cho từ từ nha, mình thấy cái độ sánh nó vừa phải thì mình sẽ dừng. Như vậy là được rồi. Vậy là còn dư một chút xíu bột bắp mình bỏ đi nha. Và bây giờ cho xíu mại vào. Đó các bạn thấy không? Xíu mại mình múc rất là dễ luôn, không hề bị nát ha. Rất là ngon. Mình làm ở nhà cho nên là xíu mại nó cũng hơi to. Nếu mình làm bán thì viên xíu mại mình sẽ làm nhỏ hơn. Và mình chỉnh về mức lửa nhỏ vừa để cho xíu mại nó có thời gian nó thấm nước sốt. Rồi đây là cái nước mà mình hấp thịt đó các bạn. Mình cho vào trong xíu mại luôn cho nó ngọt nước hơn nha. Mình nấu thêm khoảng thời gian là 5 đến 8 phút để cho xíu mại nó thấm nước sốt với mức lửa nhỏ vừa. Rồi mình sẽ tắt bếp nha. Xíu mại rất là ngon luôn các bạn, màu rất là đẹp ha. Rồi đã hết 5 phút rồi ha các bạn. Bây giờ thì xíu mại cũng đã thấm vào nước sốt và nước sốt nó cũng đã sánh lại. Và mình nêm nếm gia vị lại thì mình thấy là có cái vị chua chua ngọt ngọt. Và nếu như các bạn thích cái độ ngọt nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên nha. Và bây giờ mình sẽ cho hành lá cũng như là ngò rí mình sắc nhuyễn nè. Bây giờ mình cho vào. Wow, xíu mại rất là ngon luôn các bạn ơi. Này mà có thêm ổ bánh mì thì tuyệt vời ha. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món xíu mại tại nhà với công thức rất là đơn giản và mình tin chắc là các bạn đều có thể làm được bởi vì các nguyên liệu rất là dễ tìm mua ở bất cứ các chợ cũng như là siêu thị nào. Rồi đây là xíu mại mình đã cho ra đĩa ha các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ thử để các bạn có thể là quan sát rõ hơn về thành phẩm của mình ngày hôm nay nha. Thì xíu mại mình làm tại nhà mềm nhưng không hề bị bở nha các bạn. Đó, rất là ngon luôn. Đó các bạn thấy ở bên trong nè. Mời các bạn ha. Rất là ngon luôn các bạn. Xíu mại nó không có bị quá khô và cũng không có bị bở. Nước sốt rất là vừa. Nhưng mình ăn không như thế này thì sẽ dễ bị ngán hơn. Thường thì mình sẽ ăn với bánh mì cũng như là bánh tằm bì á các bạn, sẽ rất là ngon. Rồi các bạn hãy thử vào bếp và thực hiện món xíu mại này nha. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với món xíu mại tại nhà. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích, đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm món xíu mại. Một lần nữa chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại. Bye bye.